Tôi là Mia, một học sinh cấp 3 bình thường và không hề đáng chú ý. Hãy like và đăng ký kênh để nghe thêm câu chuyện thú vị nhé. Đây là năm đầu tiên tôi rời xa gia đình và trở thành du học sinh tại Mỹ. Tôi tự nhận mình rất hướng nội nên hầu như không có bạn bè gì kể từ khi chuyển đến đây. Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ êm đềm cho đến khi tốt nghiệp thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Sau giờ học, tôi đến nhà ăn để lấy cơm trưa. Khi tôi đang đứng ở quầy chọn thức ăn thì bỗng bị một ai đấy va trúng. Cả khay đầy ắp thức ăn trượt khỏi tay của tôi rồi rơi xuống đất. Và tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Ôi, cái váy mới của tôi! Chính xác là hơn phần nửa số thức ăn đã đổ lên quần áo của người vừa đâm trúng tôi. Cô gái đi bên cạnh tức giận. Còn khốn này, mày có biết cái váy của cậu ấy bao nhiêu tiền không mà mày dám làm bẩn nó như thế hả? Mấy cậu là người đụng vào tôi mà. Còn lý sự nữa, mày biết bọn tao là ai không hả? Tất nhiên là tôi biết. Họ là nhóm 3 người được cư dân mạng gọi là Baby Blue. Đều là các cô gái có sức ảnh hưởng đối với cộng đồng mạng rất lớn. Họ đã từng khiến cho một nhà hàng đóng cửa chỉ bằng việc đăng tải những lời chê bai lên trang cá nhân. Tôi nhớ cách đây nửa tháng, bởi vì tranh giành cơ hội làm đại diện hình ảnh cho trường mà Christina đã ghi hận cô nàng Owen. Christina đã kể lể dưới vai nạn nhân khi bảo Owen có được mọi thứ là nhờ cậu bạn trai làm chủ tịch hội học sinh. Bởi vì phản ứng quá gay gắt từ cộng đồng mạng nên trường học đã phải hủy bỏ vị trí của Owen và thay thế bằng Christina đúng như ý muốn của cô nàng. Nhưng sự thật là Owen được hội học sinh chọn là do cậu ấy giỏi hơn Christina gấp nghìn lần. Tôi cúi xuống dọn khay thức ăn để tránh phiền phức thì Hilda chặn lại. Này, xin lỗi cậu ấy mau! Xin hãy làm rõ mọi việc. Tôi đang lấy thức ăn và mấy người đi tới. Tôi không hề làm gì sai cả. Nên ai mới là người cần phải xin lỗi chứ? Đồ quê mùa! Bọn tao nói mày sai thì chính là mày sai. Ôi, thật là không thể hiểu nổi mà. Tôi dứt khoát lụm khay ăn lên rồi bỏ đi, để cho ba cô nàng đứng như trời trồng ở giữa nhà ăn. Hôm sau, tôi vẫn cứ đến trường như bình thường. Vẫn như mọi ngày, tôi đang ngồi mơ màng nghe cô giáo giảng bài thì một tiếng hét lớn khiến tất cả giật mình. Không xong rồi! Sao vậy, Christina? Mình bị mất chiếc vòng cổ mà bố của mình đã mua cho mình lúc đi công tác ở Ý. Cậu đang nói đến chiếc vòng cổ trị giá mấy ngàn đô la đấy hả? Đúng thế! Mình không thể làm mất nó được! Thế cậu đã để nó ở đâu? Mình đã để nó ở trong túi mà! Cả lớp nhốn nháo lên và giáo viên đang phải đứng ra giải quyết vì giá trị của món đồ bị mất không hề nhỏ. Mọi chuyện bắt đầu đi quá xa khi hội Baby Blue yêu cầu giáo viên soát ba lô của những học sinh khác. Giáo viên không muốn làm thế lắm, nhưng vì thái độ gay gắt nên giáo viên đành phải đáp ứng chuyện này. Tôi đặt ba lô lên bàn, rồi cô nàng Hinda xốc ngược ba lô của tôi xuống. Chiếc vòng cổ của mình kia! Nghe tiếng hét của Christina, tôi nhìn xuống đống đồ đang nằm rải rác ở dưới đất. Cậu đã lấy nó, đốn cắp! Tôi không có! Cậu còn chối ư? Nếu cậu không lấy nó, thì sao nó lại nằm ở trong ba lô của cậu? Tôi đã nói là tôi không trộm nó. Tôi cũng không biết vì sao nó lại ở đây. Tất cả ánh mắt dồn về phía tôi. Tôi đã bị giáo viên mời lên văn phòng. Mặc cho tôi giải thích thế nào thì cũng không có ai chịu tin tôi cả. Tôi muốn trích xuất camera thì trùng hợp camera ở phòng học lúc đấy lại bị hư. Mọi thứ cứ như được sắp đặt trước. Cứ thế tôi bị gán cho cái tội danh là kẻ ăn cắp và phải chịu hình phạt làm công ích. Nhưng vấn đề là tôi không có trộm đồ. Tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ kết thúc ở đây, nhưng Christina lại tự nhiên đăng chuyện này lên trang cá nhân. Rất nhiều người đã vào mắng chửi tôi. Tôi đã phản bác lại, nhưng ngược lại họ còn điên cuồng hơn. Tối hôm đấy, tài khoản mạng xã hội của tôi bị tấn công, số điện thoại và thông tin cá nhân cũng bị lộ ra ngoài. Tôi bị khủng bố bởi hàng nghìn tin nhắn và cuộc gọi ác ý. Họ còn dùng ảnh của tôi rồi gạch dấu X đỏ lên mặt và spam nó ở khắp mọi nơi. Tiếng chuông điện thoại. Tôi có một người bạn cùng phòng, khi cô ấy đi vệ sinh đã để quên điện thoại ở trên bàn nên tôi đã tự động lấy giúp cô ấy. Nhưng khi tôi cầm điện thoại lên thì cuộc gọi đến đã kết thúc. Màn hình chuyển về chế độ thông thường.
tôi bất ngờ phát hiện người phát tán thông tin cá nhân của mình là cô ấy. Sao cậu lại cầm điện thoại của tôi? Sao cậu lại làm vậy với tôi? Vì cậu là đồ ăn cắp đấy, cậu xứng đáng bị như thế. Tôi sững người, rồi trở về giường. Tôi dường như rơi vào khủng hoảng. Mấy ngày trời, sự việc vẫn không ngừng tiếp diễn. Tôi ném điện thoại vào góc và cố không để tâm nữa. Nhưng một loạt tin nhắn được gửi đến đã khiến tôi chú ý. Nội dung đại khái là đối phương biết rõ bộ mặt thật của hội Baby Blue, muốn giúp tôi giải oan và trả đũa ba cô nàng. Nếu tôi đồng ý thì đối phương sẽ nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào. Tôi không thể nghi ngờ về tính chân thật của nó, nhưng sau cùng tôi đã đồng ý. Đối phương gửi cho tôi một dãy số và bảo tôi hãy đi lấy trộm một thứ ở trong máy tính của hiệu trưởng. Hôm sau, lúc tôi đến trường, những lời xì xào bàn tán lại tiếp tục chĩa về phía của tôi. Nhưng tôi có việc quan trọng hơn cần phải làm. Sau giờ nghỉ trưa, tôi biết hiệu trưởng sẽ không có ở văn phòng nên đã viện cớ đến đó để hỏi về việc làm công ích. Khi tôi mở máy tính lên, đúng là tìm được file C973 và còn tìm được cả đoạn ghi hình mà cô nàng Hilda đã bỏ chiếc vòng cổ vào ba lô của tôi. Tôi rất sốc và tức giận đến mức phát điên lên, nhưng người kia đã dặn tôi phải bình tĩnh thì mới có thể cho hội Baby Blue một vố. Có được đoạn video trong tay, tôi đã gửi một tin nhắn thách thức cho hội Baby Blue, bảo các cô nàng hãy đến phòng phát thanh. Không ngoài ý muốn của tôi, bọn họ thật sự đã đến. Mày gọi cho bọn tao đến đây để làm gì? Tôi không hề lấy chiếc vòng cổ, là mấy người đã bỏ nó vào ba lô của tôi. Mày nói cái gì đấy? Tôi có bằng chứng là mấy người đã vu khống cho tôi. Ba cô nàng lập tức xanh mặt. Bọn tao làm đấy, thì sao? Ai bảo mày đắc tội với bọn tao? Mấy người tưởng là chuyện mà mấy người làm không ai biết sao? Đã làm chuyện xấu thì đừng nghĩ có thể che giấu được cả đời. Bọn tao nổi tiếng thì bọn tao muốn làm gì thì làm. Mấy người dùng sức ảnh hưởng của mình để bắt nạt người khác, không cảm thấy hèn hạ à? Dù thế nào thì cộng đồng mạng cũng đứng về phía bọn tao mà thôi. Chúng nó dễ dắt mũi như vậy mà, chỉ cần vài ba câu là tin sái cổ. Nói gì mà bằng chứng? Mày thì có cái bằng chứng gì chứ? Những lời mấy người vừa nói đều được phát cho toàn trường nghe rồi đấy. Bọn tao nổi tiếng thì bọn tao muốn làm gì thì làm. Từ đầu, tôi đã mở mic của phòng phát thanh. Tôi bước ra ngoài, để lại ba cô nàng với vẻ mặt hoảng hốt, rồi hét toáng lên đầy hoảng loạn. Người bạn kia cũng đã giúp tôi đăng đoạn video mà Hilda đã bỏ chiếc vòng cổ vào ba lô của tôi. Bài viết nhanh chóng viral và chiều hướng dư luận bắt đầu thay đổi, quay ra bênh vực tôi và mắng chửi hội Baby Blue. Những người đã từng bị hội Baby Blue bắt nạt cũng thi nhau lên vạch trần hàng loạt hành động xấu xa của bọn họ. Hội Baby Blue bị đình chỉ học để chờ kết quả điều tra, nhưng việc này cũng không thể khiến các cô nàng bỏ qua cho tôi. Lần này, đổi lại là một tài khoản ẩn danh. Nội dung của bài đăng là về một du học sinh người châu Á có mối quan hệ lén lút với một thầy giáo để nâng cao thành tích. Bất ngờ làm sao khi cô du học sinh kia lại chính là tôi. Đoạn video bị đưa lên mạng là lúc tôi làm trợ giảng cho thầy Winston. Còn về bức ảnh cả hai hôn nhau là do người chụp cố ý canh góc độ. Mọi người đồng loạt chuyển sang công kích tôi bằng lý do cướp chồng của người khác. Làn sóng phẫn nộ kinh khủng hơn bao giờ hết. Và mọi chuyện đã đạt đến đỉnh điểm khi thầy Winston lại chính miệng nói rằng tôi dụ dỗ ông ta. Nhưng vì tôi là học sinh của ông ta nên cả hai không tránh khỏi việc thường xuyên gặp nhau. Lần này thì hết đường chối cãi. Cái thể loại dùng thủ đoạn dơ bẩn để được thành tích cao, sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Tôi chọn cách im lặng và không phản bác lại. Vì tôi biết có giải thích thì cô ta cũng chẳng thèm tin. Các bài thi và luận văn được đánh giá là xuất sắc của tôi cũng bị nhiều người nghi ngờ. Trong cơn hoảng loạn, người bạn kia đã bảo tôi đừng quá lo, cậu ấy sẽ có cách. Sáng hôm sau, tôi bịt kín mít từ đầu đến chân, theo dõi thầy Winston. Winston lén lút đi đến một cửa hàng bán đồ gì đó. Tôi vội nấp vào một góc tường. Lúc này, tôi mới nhận ra
Đây là một cửa hàng bán đồ cho bà bầu. Một lúc sau, ông ta đi ra với một đống đồ lình kỉnh. Ông ta mua vitamin và sữa cho phụ nữ mang thai. Thức ăn cũng là đồ bồi bổ cho cơ thể bà bầu. Tôi nhớ rõ, vợ của ông ta đã 40 mấy tuổi. Hơn nữa, ở trường có tin đồn là bà ấy không thể mang thai. Tôi vội rút điện thoại ra, chụp lại để làm bằng chứng trước khi Winston đi mất. Ngay lập tức, tôi hẹn gặp vợ của ông ta ở một quán cà phê vắng vẻ. Ngay khi gặp mặt, bà ấy đã hất nước lên mặt của tôi. Con khốn giật chồng người khác, mày còn dám hẹn tao ra ngoài? Không biết xấu hổ à con ranh này? Đúng là chồng của bà có ngoại tình, nhưng đối tượng không phải là tôi. Mày nói thì tao sẽ tin sao? Tôi lập tức rút điện thoại ra, đặt trước mặt vợ của Winston. Bà ta cầm điện thoại lên xem. Trên điện thoại là một loạt hình ảnh của ông Winston đang đứng ôm đồ trước cửa bán đồ cho bà bầu. Bà ta nhìn tôi lắp bắp. Ông ta chỉ lấy tôi làm lá chắn để bảo vệ cô tình nhân mà thôi. Mày nói bậy cái gì vậy? Ông ta đã đi mua sữa và vitamin cho phụ nữ có thai. Tôi tin chắc là không phải mua cho bà. Tôi quan sát khuôn mặt hết chuyển trắng đến xanh của bà ta. Bà có thể không tin lời mà tôi nói, nhưng đừng để đến lúc đứa trẻ ở trong bụng của cô tình nhân kia ra đời. Không thể nào. Ông ấy đã hứa, dù tôi không thể sinh con cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Bà có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ giúp bà cũng như giúp chính tôi. Tôi cầm lấy điện thoại và rời đi. Không lâu sau, bà ấy đã chủ động gửi cho tôi lịch sử cuộc gọi và tin nhắn với cô tình nhân kia, và cả ảnh chụp cảnh Winston đưa cô nàng kia đi khám thai với cái bụng nhô lên. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ. Người bạn kia giúp tôi đăng ngọn ngành của câu chuyện lên trang mạng. Rất nhanh, lượng truy cập vọt lên như tên lửa. Vợ của Winston cũng dùng tài khoản cá nhân của mình để vạch tội người chồng bội bạc. Chưa đến nửa giờ sau, Winston đã chạy lên mạng khóc lóc thanh minh. Ông ta bảo rằng mọi chuyện đều là do hội Baby Blue xúi giục ông ta làm, là do họ uy hiếp ông ta. Chuyện đổ oan cho tôi có thể là do hội Baby Blue, nhưng việc ngoại tình thì không thể nào. Cảm ơn bà. Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không, đến giờ tôi vẫn bị ông ta lừa. Sau sự kiện lần này, vợ của Winston cũng yêu cầu ông ta bồi thường cho bà ấy một số tiền không hề nhỏ. Sự nghiệp của ông ta cũng chấm dứt từ đây. Hội Baby Blue rốt cuộc cũng đã bị buộc thôi học, cũng không thể làm mưa làm gió ở trên mạng nữa. Người bạn trong phòng lúc trước lên mạng hồ theo mắng mỏ, bây giờ cũng không dám nhìn mặt của tôi. Tôi cũng không quên cảm ơn người bạn kia nữa, người đã giúp tôi lấy lại danh dự. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau, cậu ấy tên là Steven. Vì sao cậu lại muốn giúp mình? Thật ra, chỉ có một nửa là giúp cậu, còn một nửa là trả thù cho chính bản thân mình. Hả? Mình cũng đã từng bị bạo lực mạng bởi hội Baby Blue. Trước kia, mình là hội trưởng của câu lạc bộ IT của trường. Tristana có thích mình, nhưng mình lại từ chối cô nàng, nên họ đã dựng chuyện vu oan cho mình quấy rối Tristana. Vì chuyện ấy mà mình đã phải chuyển đi nơi khác. Thật là quá đáng. Chuyện đã kết thúc rồi, không nói nữa. À mà, cậu có định tiếp tục tìm hiểu người nào đã một mực bao che cho hội Baby Blue không? Cậu cũng nói là chuyện đã kết thúc rồi mà, nên dừng ở đây thôi. Dù mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Tôi đã có người bạn đầu tiên ở đất nước xa lạ này. Chúng tôi an ủi và chữa lành cho nhau sau biến cố.